好多人都会，好，你读吧，没问题。好多人都会犯这样的毛病，心里很想要成功，但是又缺乏勇气，而迟迟不敢采取行动。Có rất là nhiều người đều phạm vào cái lỗi như thế này. Trong lòng thì rất muốn thành công, nhưng lại thiếu sự dũng cảm mà luôn luôn trì hoãn áp dụng hành động. Đây. Xiao Huang xin cố. Xiao Huang xin cố, nội xiang tán xiao. Yên sử, nén chinh 35 xoay rừng rán, tan sân y rấn. Sang cơ yê, công sư xin lái là ý vị Nữ trợ viên Xiao Huang thường thường tìm cơ hội chia chín cô nương, nhưng mỗi lần đều mặt hồng ở chữ chia chỉ à chia chia ba ba đó liao sang chỉ suy bèn rời khai rồi. Ta cũng từng xin xưởng qua ngày cô nương, khai đại lý hoặc quan chia, nhưng mỗi lần đều vì không có dũng khí khai khẩu, sự viên hội遥遥无期。Tiểu Hoàng tính cách thì hướng nội, nhút nhát, vì thế mà đã gần 39 tuổi vẫn cô đơn một mình. Tháng này, Sang cơ月 là tháng trước rồi nhỉ? Tháng trước,下个月mới là tháng sau, trước cái月 là tháng này. Sang cơ月 là tháng trước công ty mới đến một người mới xuất hiện xin lái. Mới Tháng đến. trước công ty mới đến một nhân viên nữ. Tiểu Hoàng thì thường xuyên tìm cớ để tiếp cận gần với cô gái này. Tuy nhiên mỗi lần thì đều mặt đỏ tía tai, nói lắp bắp được vài câu thì liền đi mất. Cậu ấy cũng từng muốn hẹn gặp cô gái này để xem phim hay là đi dạo, tuy nhiên mỗi lần đều vì là không có dũng khí để mở lời, nên là khiến cho các cuộc hẹn cứ mãi mãi khiến cho các cuộc hẹn cứ xa dần mà không có cuộc hẹn. Trời y thiên sư chính nhân chia, Xiao Huang tại mây mây đó. San à, tại san cổ ly xạ, trung úy khai siêu đã quan sang thoáng mấn. Trấn khẩu, tràn tràn chinh chinh đã kể cho vị nữ thú sư tả điện thoại, xi vọng nâng yue tha, cung tụ che chia. Chơi thiên ngày vào cái ngày đúng là ngày lễ tình nhân, Tiểu Hoàng thì vì là em gái đã lần thứ ba, Tiểu Hoàng dưới sự cổ vũ lần thứ ba của em gái cuối Tài cùng sản là rất nhiều lần. trai xa là nhiều lần Đấy. Rất nhiều lần. hẳn tua Không hẳn nhất tua định là sự sản tại sự, à là rất nhiều sự. OK. Tiểu Hoàng thì dưới sự cổ vũ rất nhiều lần của em gái, cuối cùng cũng đã khải siêu là cũng Ngại đã ngùng. thẹn thùng, Thành thùng. ngại ngùng đóng cái cửa phòng mình lại. Sau đó thì Chan chan chin chin run rẩy. sau đó thì gọi điện thoại cho người nữ đồng nghiệp này một cách run rẩy. Hy vọng có thể hẹn gặp cô ấy để cùng Cùng đón kỳ đón nghỉ cái ngày lễ. ngày đẹp cùng đón cái ngày đẹp này. Mây mây trai phóng ngoài tặng lờ hảo ý trận. Bù chiểu xiao Wang sinh phận à Bù chiểu xiao Wang sinh phận sinh phận tại chúng phán lý chung là chu lại yêu theo yêu chào. Mây mây phô chia đã quân tàu. Chẳng mấy áng. Tha tay nhỉ. Xiao Wang. Rú sư trung phụ. Rú sư trung phụ đã xua. Qua. Wow. Wo hảo xin yun. Xin hảo tha bú chạy cha.
Người em gái đợi rất là lâu ở bên ngoài phòng. Không lâu sau, đợi một lúc ấy, cái này là người em gái đợi một lúc ở bên ngoài phòng. Không lâu sau thì Tiểu Hoàng vui vẻ xông ra khỏi phòng, vừa chạy vừa Vừa nhảy vừa nói vừa nhảy vừa kêu. vừa nhảy vừa nặng vừa nhảy vừa nhảy vừa kêu vừa nhảy vừa nói. Người em gái liền hỏi, sao vậy, cô ấy đồng ý rồi à? Tiểu Hoàng như là chút bỏ được gánh nặng và nói, ồ thật là may, may là cô ấy không có ở nhà. Đa bộ phận đàn lớn tôi yêu chim cua chứ có cảm觉 đó thì đang chấn công đấy đó đi xứ chiều. Nhân chi giao quản là một cái cổ lão và trẻ trung cái khái niệm. Nói nó cổ lão là vì từ nhân loại sản sinh chi lúc chỉ, người dân đã bắt đầu cảm chi ta cái tồn tại. Một cái cổ đại của Arabo Chớ đã từng chinh hình tượng đã miêu tả qua giao quản cái trọng yếu tính. Nó nói một cái không biết giao quản cái người, giống như lục địa trên cái thuyền, luôn luôn không 漂流永远不会漂流到人生的大海中去。Mối quan hệ giữa con người với con người là một khái niệm vừa mới mà vừa lâu lâu đời, vừa mới mẻ vừa lâu đời. Nói là nó lâu đời rồi là bởi vì từ cái ngày mà con người từ cái ngày mà mỗi từ cái ngày mà loài người sinh ra thì mọi người đã bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của nó. Một một triết nhân người Ả Rập thời cổ đại đã từng miêu tả đã từng miêu tả cái tầm quan trọng của giao tiếp một cách sinh động. Ông ấy nói một người mà không biết giao tiếp cũng giống như là một chiếc thuyền ở trên bờ, mãi mãi sẽ không biết bơi ra biển lớn nhân loại. Án thứ bi, giao quản tuy nhân loại phi thường trung yếu. Đấy. Kết giao là rất quan trọng đối với con người, Đấy. đối với nhân loại. Chiều cảm không phải sinh mệnh chung 额外的享受，而是保持生命力的根本元素。管理者只有在成功上充分满足员工的成就感，才能真正激发并延续员工的工作干活，干从净，而干净，干劲，干劲。干净的动力。干劲儿，干劲儿，工作干劲儿，从而将个体生命力与公司公司竞争力紧密结合，提高工作效率。给感觉给感觉成功感觉成功，感觉成就không phải là hưởng thụ。额外是什么意思啊，老师？Ngoài mức lương, ngoài lương tức là ngoài lương ứa 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 tức là cái định mức ấy, ứa là định mức mà chi nữa là kim ngạch ấy. Ứa ngoài tức là ngoài cái định mức, không phải là cái sự cảm nhận ngoài cái định mức trong cuộc sống, cái này nó hơi trừu tượng một tí, có thể nói là ngoài mức cảm lương động. cũng được. Ok, ngoài mưa nghe hợp lý hơn. Cảm giác thành tựu thì không phải là
hưởng thụ ngoài mức lương trong cuộc sống, hơn nữa là cái nhân tố Duy duy trì bảo trì, nhân tố căn bản, nhân tố căn bản để duy trì sức sống. Những nhà quản lý chỉ có cái cảm giác thành tựu khi mà trung mãn, mãn trung phân, khi mà đáp ứng đầy đủ cho những người công nhân trong lĩnh vực làm việc, thì mới thực sự kích thích và duy trì được cái động lực làm việc của công duy nhân. trì được cái động lực làm việc của công nhân. Hơn nữa thì cái gì? Hơn nữa Kết hợp chặt chẽ. đem Trang cái sớm sức gạch chân cụm từ là trang sớm chỉn mỉ chía khứa, tức là gắn chặt cái gì đó với nhau. Hơn nữa thì đem cái sức sống cá thể kết hợp mà chặt chẽ với sự cạnh tranh của công ty thì sẽ nâng cao được hiệu quả lao động. Cái ứa 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 là ngạch, tức là cái ngoài cái mức được hưởng ấy, ứa ngoài. Chi nữa? Chi nữa tự ứa? Đấy, chi nữa thứ ứa. Ngoài định Tan mức. CD. Được. Trấn chiêu cản ở trấn chiêu cản khở thí sòng cung chua can chỉ, cái cảm giác là thành tựu thì có thể nâng cao được cái đam mê trong công việc. Đây. Can chỉ, lòng hăng hái, can chin, sự hăng hái trong công việc. Động lực, sự hăng hái, kích thích. Động lực hợp lý. Cái này dịch là động lực thì hợp lý. Động lực Lực trong công việc. Cảm giác thành tựu ý có là phải thể ý ý nâng ý cao được động lực là trong tức công việc. là khi mà tiền không phải quan trọng, người ta phải biết cách khen cái người công nhân ấy thì họ để kích thích họ làm nó sẽ tốt hơn. Chống chịu cản. Khen không đủ đâu thầy. Khen OK, tiền. 21.荷兰猪其实是老鼠的亲戚，也许是因为它们的身体矮矮胖胖、圆圆滚滚的，所以当澳洲人第一次看见这种南美小毛球时，就用它们熟悉的农场动物猪来为其命名，不管荷兰猪的名字究竟。因何来？人们对这种小巧可爱的宠物的喜爱，并没有因为它奇怪的名字而受到任何影响。cái con lợn Hà Lan thực tế là Con này là con chuột han sơ hay sao? thế này Chuột han tuột han sơ. sơ đấy. Ừ. Mình chưa tra. Tại Bài Tu trả ấy chưa? Sao Cửa lán chu. nó Thật trao cái hàng sự. sớm với nhau? Chuột han sơ. Chuột han sơ thực tế là họ hàng của loài chuột. Có lẽ là bởi vì cái cơ thể của nó thấp thấp, béo béo, tròn tròn, mập mập. Vì thế mà khi mà người châu Âu lần đầu tiên nhìn thấy cái loại động vật tròn lông nhỏ ở Nam Mỹ này thì liền dùng cái động vật có ở trên động vật ở trên nông trại của mình mà rất là quen thuộc là loài lợn để đặt tên cho nó. Phụ quản. Mặc dù là cái tên con chuột han sơ rốt cuộc là tự như thế nào, tại sao Đến mà từ có đâu? In khứa á lái đến từ đâu?
印的是啊，圆印的，嗯。bất kể là cái tên của con chuột hamster rốt cuộc từ đâu mà đến, thì mọi người đều không vì cái tên kỳ quái của nó mà có một chút ảnh hưởng nào đối với cái niềm yêu thích với cái con vật nuôi nhỏ bé và đáng yêu này.对，在《西游记》中，我们常听到的，那么你来自何方？啊，喂，恒问生，路在何方？对，问何路就是，在何方？因何而来，就是从哪来的？啊，từ đâu mà đến là in khở lại. À, tớ nguyên nghĩ nhân xem. từ đâu mà đến? Nguyên nhân từ đâu mà đến? Sư cơ sử chủ. Là từ khớp phang Nguyên nhân là in sẽ in way. Đây, nguyên nhân in the in. Nguyên in khứa. Rú Khớp sinh khứa. rú khớp, khớp cân nả yang À. là. Khứa R nả. là lái là đến nả. Khớp lan chu là chuột han sơ. À. Quân lưu chạy khứa phang. Cản Khứa luôn sinh lu nả. tại hứa phang ngã cái phang giang là chứ hứa rồi nả cơ Trước thì nó dịch sai, bây giờ nó dịch là xin hỏi đường ở nơi nào thì nghe có vẻ hợp lý. Tản quần lưu trải khứa phang. cản luôn À. kiểu sự chen suy đó suy trái dùng cản Nhi theo chúa tàn của chan chúa mà à, của the sinh sen chai bố thầy khảo Đây, bình chạy luận mà. à chạy bía là chi hội sẽ chiều chan chúa sầu cơ xung cái lão Cái sư lão sư thiên. Ý khứa lại. Tỷ sử Tăng Nhuệ đó, ủy hàng viên, thực sự có 2 vị, trừ là đại gia số chữ đó,回来回你的，啊，大街小巷和人一样，不是啊，是你在哪读还。还没读完，啊？22，大街小巷和人一样，各有各的名字，每条胡同一形成，人们自然会给它起个名。这个名称一旦被大多数人所接受，叫开了，就成为人们交往、通信等活动中不可缺少的标志，在中国从胡同开始形成起，它的名称一直都是靠人们口头相传。至于用文字写在标牌上，挂在胡胡同，同胡同。啊、呃、挂在胡同口上，是二十世纪初。才开始有的，佛轮ngõ phố lớn ngõ nhỏ cũng giống như con người, mỗi cái đều có tên, mỗi cái đều có tên khác nhau, mỗi con ngõ nhỏ khi mà hình thành thì mọi người đều rất là tự nhiên sẽ đặt tên cho nó, cái tên này ý tàn cái tên này một khi đã được đa số người đồng ý thì treo khai Thì sẽ gọi ra. thì sẽ gọi ra thì sẽ Khai gọi ra và khai là như là và bố thì kết quả ấy. Treo khai sẽ gọi ra miệng khai khẩu rồi. này chẳng cần phải nói người đã biết nói. cái tên một khi đã được tất cả mọi người đã được
đại đa số mọi người chấp thuận thì sẽ gọi tên ra và trở thành cái ký hiệu không thể thiếu được trong các cái hoạt động như là thông tin giao tiếp giữa con người với con người. Tại Trung Quốc, từ khi các con phố nhỏ bắt đầu hình thành thì tên của nó luôn luôn là do con người tương truyền bằng miệng. Thế còn việc dùng chữ để ghi ở trên cái bảng biển báo treo ở đầu phố thì vào đầu thế kỷ 20 mới bắt đầu có. Án sử bi Hồ Thông Minh đâu sự chinh tả trung rận khở đó. Những cái tên của con phố thì đều là thông qua mọi người thừa nhận, Sự nhận biết thông của qua mọi đại đại đa số của mọi trinh là chữ trinh của, là chim của thông qua đại đa số mọi người thừa thừa nhận. nhận cho phép rân khở rân ấy khởi ý đó thì sẽ rân khở rân ấy khởi ý cho rằng là được Ok, rất rân chán chán trông đó. đấy. Rân uấy khởi ý. Trung Quốc人 他们常简称的Chỉ称khoan呼dùng还是简称rồi.喜欢用简称，那么可Vậy以trai用。mấy cái chữ đâu chi lấy được hẳn tôi ý sửa. Suy bây giờ lô xô tôi xô. Yếu sư xảo khái tôi chỉ khoan lô xô tôi xô. Nhưng mà thầm mấn lý sở năng lý bất thể cao. Khởi sư ta lớn lợ. Chẳng ta lợ. Nhiều Vậy nhiều chữ sư lợ. Chưa có thể chẳng chẳng tôi xô. 所以学汉字的时候，每个字我们都要详细的了解，它的意思是什么？不是只能学它的一个词组的意思，而是要学每个字的意思是什么。对。才很快的掌握汉语的。OK，第四登月的宇航员其实有两位，除了大家熟知的阿姆斯特朗外，还有一位是奥尔德林。当时阿姆斯特朗说过一句话：“我个人的小步是全人类的一大步。”早已成为全世界家喻户晓的名言。飞行家lần đầu tiên lên mặt trăng thực tế là có hai người. Ngoài Armstrong mà mọi người đều biết đến ấy, thì vẫn còn một người nữa tên là tên là gì đây thầy? Anderson, Andrew. Aldrin. Lúc đó Armstrong đã từng nói một câu. Cái bước chân nhỏ bé của một người như tôi chính là một cái bước tiến lớn của toàn nhân loại, đã sớm trở thành một cái danh ngôn, mính nhén, ngôn, danh ngôn, đã sớm sớm trở thành danh ngôn mà nhà nhà đều biết trên toàn thế giới. Trại trình chủ tân nguyệt chống cung tại chi sở trao tay khuê sao, ý cơ chi sở thu rán quân là奥尔德林一个特别的问题。阿姆斯特朗先下去成为登上月球的第一人，你会不会觉得有点遗憾？在人们有点尴尬的注视下，奥尔德林很有风度的回答：“各位千万别忘了，回到地面时，我可是最先出太空舱的。”他环顾四周，笑着说：“所以我是由别的星球来到地球的地人。”大家在笑声中给予他最热烈的掌声。trong cái tiệc chiêu đãi các phóng viên về thành công
chúc mừng cái thành công lên mặt trăng. Một người phóng viên bất ngờ hỏi Odalin một câu hỏi rất là đặc biệt. Armstrong xuống trước trở thành người đầu tiên lên mặt trăng. Bạn có cảm thấy có một chút tiếc nuối không? Khi mà mọi người dưới cái sự chú ý có hơi một chút e ngại từ mọi người thì Odalin rất là có phong trả lời một cách có phong độ. Các vị thân mến, tuyệt đối đừng có quên khi mà trở về mặt đất, tôi có lẽ là người đầu tiên ra khỏi khoang vụ khoang hàng không, khoang vũ trụ. Ông ấy nhìn nhìn xung quanh, cười và nói, vì thế tôi là người đầu tiên từ hành tinh khác về đến mặt đất, xuống đến địa cầu. Mọi người đều cười và tặng cho ông ấy một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất. Vũ trụ thái không trang yếu xe khẩu tan tan trang khổ đã chưa chứ thay khứa sự bộ phận xe khẩu đó trang trơ răng tờ quẩy tàu công trấn cơ rấn tờ ly lăng yếu xe bi suy giao y khao chính thị ly lăng chấn công bố bi chạy của toán tuệ tờ chấn công chiêu sư của tờ chấn cái bước bước ra khỏi bước ra khỏi khoang vũ trụ. Thái khung ở đây là vũ trụ thầy hay là Thái không trang như là cái tàu vũ trụ ấy, lần bước ra lượt khỏi cái từ mình về cái từ sen khâu trước, sen khâu là lần lượt bước ra khỏi cái tàu vũ trụ. cái này là như này, bước ra khỏi tàu vũ trụ thì có trước có sau, tuy nhiên ấy thì sự phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau thì không phân trước sau, giống như là cái công trình vĩ đại như thế này thì cái sức của một người là có hạn, cần phải dựa vào sức của cả tập thể. Thành công không ở tại một người mà thành công của cả Không một nhất định, bố bị đây là cộng không nhất định, bố nó không bình ý không tin nhất định. ở tại tôi. Thành công không nhất định là ở tại tôi, thành công của một đội chính là thành công của tôi. Bố bị bố tình Bị là bằng ý tin mà. Nì bị sử chẳng hạn, nì ý à sử. bị bố bị bố ý tình Bố bị bị giàu bố đấy, tình không nhất định, không không cần thiết. ừ bố bị bố ý tình bị giàu bố bị giàu ở thứ san Ở Aum Sư Thưa Lãng tờ Mình Yến Sư Xiang Cao Sư Wo Mèn Chống Cung Tân Yuê Sư. Cái danh ngôn của Armstrong là muốn kể với chúng ta thành công lên mặt trăng chính là A. Chuyến Rấn Lây Tờ Quẩy Ta Chinh Bù là cái bước tiến vĩ đại của toàn nhân loại. Ơ sử sự Mẹn Tuy Chi Sửa Tờ Thí Quẩn Ao Ở Tớ Lín Xẻn Tớ Chẳng Mà. Đối diện với cái câu hỏi đối với cái câu hỏi của phóng viên thì Audelins thể hiện như thế nào? Tan sư si, chinh sung yêu mùa là nhẹ nhàng và hài hước. Ơ sủ, sang huấn chủ yếu chẳng cao sủ mà sở mà. Bài văn ở trên muốn nói với chúng ta điều gì? Tan sư si, thoán tuệ thay khứa tân trung yếu. Cái sự phối hợp của cả đội thì quan trọng hơn. Tôi hẳn học. Màu khu rừng. Mẫu khu rừng cha. Mẫu khu rừng cha dành cho ý chí xéo cậu. Dưới ý thiên. Xéo cậu khu rừng cháu sư lợ.
这货车马上到了井，如果到了井，探望能找回小狗。几天后，小狗被好心人士找到了，并且将它送到警察局。警察立即通知了这家人。在等待主人到来的时候，警察突然发现，这只小狗不但没有喜欢的神情，反而悲伤地流下了眼泪。警察相当好奇，低头地问小狗：“你走丢了，现在好不容易可以回家，应该高高兴兴的，怎么还流泪呢？”Một hộ gia đình nào đó đã nuôi một con chó nhỏ. Có một ngày, con chó nhỏ bất ngờ bị đi lạc. Cái gia đình này lập tức báo cảnh sát, mong đợi có thể tìm lại được con chó nhỏ. Vài ngày sau thì con chó được một cái người tốt bụng tìm thấy và còn đem nó đến đồn cảnh sát. Cảnh sát lập tức thông báo đến cái gia đình này. Trong cái lúc mà chờ người chủ đến, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra là con chó không những tinh thần thì không không vui vẻ mà còn buồn phiền rơi nước mắt. Cảnh sát tương đối là tò mò, cúi đầu hỏi con chó: bạn đã bị đi mất. Hiện nay không dễ có thể về được nhà, nên vui đi, vui vẻ lên chứ, tại sao lại còn khóc vậy? Cháu cậu回答警察先生啊，你有所不知，我是离家出走的。警察自信地问道：你家主人对你不好吗？为什么要离家出走呢？con chó nhỏ hỏi Con chó nhỏ trả lời: anh cảnh sát à, anh có phần không biết đấy, tôi chính là bỏ nhà ra đi. Cảnh sát giật mình, hỏi: người chủ của bạn không đối xử tốt với bạn à, tại sao lại bỏ nhà ra đi? Cháu cậu bay sau nó xua "我在主人家已经待了好多年了，从一开始就负责家人的安全，平时看门，偶尔四处瞅瞅，看看有没有陌生人闯入，一直尽忠职守。当然，主人也感觉到了，平时见到我会摸摸我，拍拍我。一有假日就会。带我出去散散步，那种受重视、疼爱的感觉，让我更加提醒自己要好好照顾这一家人。直到有一天，con chó buồn rầu nói：tôi ở nhà chủ đã ở rất nhiều năm rồi. Từ khi bắt đầu thì đã phụ trách cái việc an toàn cho mọi người trong gia đình, bảo vệ mọi người trong gia đình. Hàng ngày thì trông cửa, thi thoảng thì đi xung quanh xem có người lạ xông vào nhà không. Luôn luôn tận lực với công việc. Đương nhiên là ông chủ cũng cảm nhận được. Bình thường khi mà nhìn thấy tôi thì đều xoa vào người tôi, vỗ nhẹ vào người tôi. Một khi có ngày nghỉ thì sẽ dắt tôi đi dạo bộ. Cái cảm giác thành tựu là bảo vệ cho cả gia đình, cho tất cả mọi người trong gia đình. Cái cảm giác nhận được sự trung sự sự coi trọng và cảm thấy được yêu thương ấy, khiến cho tôi nhắc nhở bản thân mình cần phải chăm sóc, cần phải bảo vệ cái ngôi nhà này.
cho đến có một ngày. Tầm yang, chỉnh chào quan xin là vân đạo. Yếu ý thiên, cha lý chỉnh lái chỉ cơ công nhân tại mấn khẩu trang lờ phóng tạo chi. Chúng sử, ủa sư yê lờ. Khăn mấn bú chạy sư ủa chứ yê, chứ chứa. Gia đình nhẹ bú xì yà ủa bảo khổ lờ. Ủa chẳng thiên ủ sủa sư sư. Tùy gia đình y tiền dùng nhẹ mấy yếu. Tùy gia đình y tiền dùng đâu mấy yếu. Sư rán chủ rấn hải sư ý yàng đờ. 喂养我，但是我实在受不了这种受冷落的感觉，所以才会离家出走，宁可去过流浪的日子。sao vậy? Cảnh sát mới hỏi một cách quan tâm. Có một ngày gia đình đã mời một vài người công nhân lắp một cái thiết bị chống trộm ở cửa. Từ đó thì tôi thất nghiệp cái việc trông coi cửa nhà không phải là chức trách, không phải là nhiệm vụ của tôi nữa. Mọi người trong gia đình đều không cần tôi bảo vệ rồi. Tôi cả ngày thì vô công rồi nghề. Đối với gia đình một chút cũng không có tác dụng gì. Mặc dù ông chủ vẫn nuôi tôi như cũ. Tuy nhiên tôi thật sự là không thể chịu nổi cái cảm giác lạnh nhạt. Vì vậy mà mới rời nhà, bỏ nhà ra đi. Hà tất phải sống những cái ngày lang thang. Nhưng cửa là thà rằng Thà rằng trải qua những ngày cuộc sống lang thang còn hơn. trải qua những cái ngày cuộc sống lang thang.更何况是人呢？cái câu chuyện này đem đến cho chúng ta một cái bài học sâu sắc về lĩnh vực quản lý học. Hãy nghĩ mà xem, đối với một con chó trong cửa nhà, trong cuộc sống, trong cái tình cảnh mà thiếu đi cái cảm giác thành tựu trong cuộc sống. Thậm chí là một ngày ba bữa không thiếu thì cái việc bỏ nhà ra đi đã trở thành cái con đường lựa chọn duy nhất của nó. Con chó đều như vậy, huống hồ là con người thì sao? Rồi. Trớn trêu cả. Sừng chiêu cảm. Tại công chúa sang nếu hiểu mấy hiểu chẳng chiêu cả chiêu bà tha phong chi bà Thôi, mới hiểu dùng. mấy Ú hiểu dùng dùng. y thiên san chan y thiên san chan san chan ú chuệ Đây, yên thế san san đủ chế. À, chưa là chứ mấy hiểu xong mà cung chua. Ủa sủa sư sư, ủa sủa sư sư. san Có san sư đủ là gì? chế就是没有少一餐，那就够了，没有少的叫无缺的，没有缺少的叫无缺。26，小狗见到警察为什么流泪？con chó nhỏ nhìn thấy cảnh sát tại sao lại rơi nước mắt? 不愿意回家，là không muốn về nhà. 27，根据上文，小狗离开猪草是因为主人。Theo như đoạn văn, con chó bỏ nhà ra đi là vì ông chủ là người chủ si bú chạy trung dụng tha là không trọng dụng nó. Lại không trọng dụng nó. Không tiếp tục trọng dụng nó. À, Bú bú chạy chạy không tiếp không tục.
không tiếp tục trọng dụng nó. Ba上文主要想告诉我们什么? Bài văn muốn nói với chúng ta điều gì? Chứng thiệu cảm的重要性 là cái tầm quan trọng của cảm giác thành tựu. Su xì à, chứ thay rung là phải giao tú là khi mà nên nên gì khoan Nghĩa là tú nó khai sư khai tú giáo sư chủ khoảng cao in tay đúng á giáo sư. chơi xảo là tôi觉得我有罪啊，对你有罪啊，不行，你读啊，不能省略什么，不能缺少什么，三餐无缺啊。内容无缺，三菜无缺，内容也无缺。29，老师啊，不是，哎呀，对呀，对，老师希望我能谦虚一点。Giáo viên hy vọng tôi có thể khiêm tốn hơn một chút. Xin điền xỉa chữ trang biểu cớ, tin chú sư nín ở khu trọ. Mời điền vào cái bảng kê khai này và xuất trình hộ chiếu của bạn. Xiao khuê sư xiao khuê sư wei xiao wei xiao wei xiao sư suo suo đoạn rấn ủy rấn chư chen chư lý đỏ hảo ban phả. Một nụ cười là cái cách tốt nhất để thu hẹp khoảng cách giữa người với người. Sáng chữ hoàn giải Zhao Zhao Đừng ý xa, cái này là sự Sáng chữ Sáng chữ Xiao sư Hồng sủy 地震破坏砍生存沙漠公布数据真实夸张资源车祸不安工业农业 sinh sản, đại hình, công trạm, phi, nhiên sao, mê than, mi chia, vĩ khí, sinh yên, mình cảm, tự giác, sơ sư, năng yên, 逐步尽量私私人尊敬鼓舞消极幻想贡献命运掌握 第32课，身边的环保课文。身边的环保。如果你觉得地球上的一点小污染没什么关系，那你可就大错特错了。环境污染会危害动物、植物以及人类自身。有些生活在过去的动物，你今天再也看不到了。 植物也面临着同样的危险。动植物的消失，部分原因是由于自然界的变化，比如洪水、地震等改变了它们生活的环境，但更大的原因则是人类对自然的破坏。有些地区的森林已经几乎被人砍光了，很多河流被污染，不再适合鱼类生存。有的地区原本是草原。 如今已变为沙漠。从国际环保组织公布的数据可知，地球上一半以上的动植物正在消失，这是真实的情况，
一点儿也不夸张。人类自身也饱受污染的危害，有些地区地表水已污染，地下水又被过量使用。水资源短缺问题，就连科学家们也不知道该如何解决。目前世界上有 17% 的人无法享用干净的饮用水，而每年死于与空气污染有关的疾病的人比死于车祸的还要多。这些数据确实令人不安。一部分环境污染是由工业农业生产活动造成的，例如大型工厂生产过程中，有的会产生大量废水，有的要大量燃烧煤炭，从而产生大量废气和废物。还有一部分污染和我们的日常生活密切相关，汽车尾气就是其中之一。此外，垃圾也会对环境造成严重的损害。幸运的是，越来越多的人敏感地认识到了环境问题的严重，并自觉地投入到了保护地球的行动中。生产中，增加环保设施，减少污染物排放，调整能源消费结构，逐步向可再生能源转变。而在日常生活中，改变生活习惯，尽量减少生活垃圾，做到垃圾分类，同时尽量多骑自行车，多选择公共交通，少使用私家车。这些为此付出努力的人们令人尊敬，取得的成绩也令人鼓舞。地球是人类共同的家园，我们应该把它看作一个属于自己的大房间。房间脏了，消极的逃避和不符合实际的幻想都不能解决问题。为保持它的卫生，每一个人都应付出行动，做出贡献。人类的命运由我们自己掌握，改变要靠我们自己。好，好，请你了。喂？喂？嗯，我 OK 老师。如果你觉得，地球上一点小污染没什么关系，那你可就大错特错了。环境污染会危害动物、植物以及人类自身。你就板呢，感觉上ô nhiễm một chút ô nhiễm ở trên trái đất thì không có vấn đề gì cả. Thì như vậy bạn đã sai hoàn toàn rồi. Ô nhiễm môi trường sẽ làm hại đến động vật, thực vật và cả bản thân cuộc sống của chúng ta, bản thân cuộc sống con người. 有些生活在过去的动物，你今天再也看不到了。植物也面临着同样的危险。动物动植物的消失，部分原因是由自然界的变化，比如洪水、地震等改变了他们生活的环境。但更大的原因则是人类对自然的破坏，有些地区的森林已经几乎被人砍光了。很多河流被污染，不再适合鱼类生存。有的地区原本是草原，如今变为了沙漠。从国际环保组织宣布的数据。数据可知，地球上一般以上的动植物正在消失，这是真实的情况，一点也不夸张。có một số các động vật sống tồn tại trước đây, có một số các động vật sinh sống tồn tại trước đây, bạn hiện nay thì lại không còn thấy nữa.
thực vật thì cũng đang đối diện với cái nguy cơ tương tự. Sự biến mất của động và thực vật phụ phận thì một số các nguyên nhân đó là do sự thay đổi của giới tự nhiên, như là ví dụ là nước lũ, động đất, vân vân, đã thay đổi cái môi trường sống của chúng. Tuy nhiên thì cái nguyên nhân lớn hơn thì lại là sự tàn phá của con người đối với tự nhiên. Có một số các cái khu rừng ở một số nơi thì đã gần như là bị mọi người chặt hết cây. Rất nhiều dòng sông thì bị ô nhiễm, không còn thích hợp cho các loại cá tồn tại. Có một số nơi vốn dĩ là những đồng cỏ, có một số nơi vốn dĩ là những đồng cỏ, hiện nay rú chim đến hiện nay thì đã trở thành sa mạc. Từ cái số liệu mà Tổ chức Bảo vệ Môi trường Thế giới công bố, chúng ta có thể biết trên địa cầu, trên thế giới, tỷ chiếu trên trái đất, ý ba để sang, Động hơn thực một vật. nửa động thực vật, hơn một nửa động thực vật đang biến mất. Đây là một tình tình hình rất là thực tế, không một chút khoa trương một chút, không khoa trương một chút nào. Con gì nuôi thì còn thôi, con gì tự nhiên là bị thịt, giảng là chưa hiểu đâu, mấy giảng Quá khổ đúng là chưa mấy hiểu đâu. Khủng long như thay không? ta là. Khổng lồ sừng mấy trứng chài là trên chài khổng lồ rú quả, khổng lồ trứng chài là khoa, ý tên hiệu khổng lồ Khủng long bố sư, khổng lồ chai. khủng long thai phải không? khổng lồ chai, khổng lồ sứ khỉ nè, cái khổng À, tô đây lây đây, đó. khủng long sứ biển, Khổng đây khủng khủng rầu tua long trùng tua lây đã rầu. rau. Khởi dạng khủng long, khủng long gì khởi dạng à? Cậu ấy ăn á, phần tua chuẩn tự cầu rau Đây. Việt Nam nhân sớm mà tôi chưa Đây. cầu rau khủng khủng lúng trứng sai là khoa ý tên hiểu khủng lúng rau. Đây. Khủng long Nhân loại tự thân cũng bị ô nhiễm của nguy hại. Một số địa khu địa biểu nước bị ô nhiễm, địa hạ nước lại bị quá lượng sử dụng. Nước thiếu hụt vấn đề chiêu, liên khoa học gia cũng không biết cách như thế nào giải quyết. Hiện trên thế giới có 17% người không thể sử dụng nước sạch để ăn uống, và mỗi năm sử dụng bị sử dụng chưa hoa còn nhiều. Những số liệu thực sự làm người bất an. Bản thân con người thì cũng chịu đủ cái nguy hại của ô nhiễm. Có một số nơi nước ở bề mặt đã bị ô nhiễm, nước ngầm thì bị sử dụng quá mức. Cái vấn đề thiếu nguồn nước đến đến các cái nhà khoa học cũng không biết cách nào để giải quyết được. Trên thế giới hiện nay thì có 17% số người không được không có cách nào để được hưởng thụ cái nguồn nước uống sạch. Hơn nữa, mỗi năm cái số người bệnh chết vì liên quan đến ô nhiễm không khí thì nhiều hơn số người chết về ô nhiễm về tai nạn giao thông. Cái con số này thực sự là khiến cho con người bất an. Ý bộ phận hoàn chỉnh ô nhiễm sẽ由工农啊工业、工业、农业生产活动造成的，例如
大型工厂产生过程中，有的会产生大量废水，有的要大量燃烧煤煤炭，炭，燃烧煤炭，从而产生大量废气和废物，还有一部分污染和我们的日常生活密切相关。汽车尾气就是其中之一。此外，垃圾也会对环境造成严重的损害。垃圾，我垃圾，垃圾。垃圾桶，垃圾也会对环境造成严重的损害。讲某所个一部分环境污染，某某部我分，所个个。có một số cái sự ô nhiễm môi trường là do các cái hoạt động sản xuất công nông nghiệp tạo ra gây ra, ví dụ như là trong quá trình sản xuất ở một nhà máy có quy mô lớn, có lúc thì sẽ có cái thì sẽ sinh ra một lượng lớn nước thải, gây ra một lượng lớn nước thải, có cái thì sẽ đốt cháy than đá một lượng lớn, từ đó thì sinh ra cái một lượng lớn khí thải và phế thải. Vẫn còn một số các cái nguyên nhân ô nhiễm có liên quan mật thiết với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cái ô nhiễm không khí ở xe ô tô là một trong những nguyên nhân trong đó. Ngoài ra, rác thải cũng tạo ra cái sự tổn hại nghiêm trọng đến môi trường. Xin nhiên là sự, nhiều lại nhiều đa tờ nhân, mẫn cảm đã nhận thức đã là hoàn cảnh vấn đề đã nghiêm trọng, và tự giác đã đầu nhập vào là bảo hộ địa cầu đã hành động chung. Sinh sản chung, tăng gia hoàn bảo sơ sư, chén sảo ưu rãn, ưu phê, phê sử sử mà, phê là sử污染排放，dụng.排队的。Chén sảo ưu rãn, ưu,排队排放。排放对，老太的话排放。调整能源消费结构，逐步向可再生能源转变，而在日常生活中改变生活习惯，尽量减少生活垃圾，做到垃圾分类，同时尽量多骑自行车，多选择公共交通，少使用私家，少使用私家车。这些为此付出努力的人们，令人尊敬，取得的成绩也令人鼓舞。rất may đó là càng ngày càng có nhiều người mẫn cảm, nhận thức được được cái nhận thức được cái tầm quan trọng của việc Của vấn đề môi nhận thức trường. được tầm quan trọng của vấn đề môi trường, hơn nữa còn tự giác đầu tư vào các cái hoạt động bảo vệ trái đất. Trong sản xuất thì tăng cái Tăng lên thiết bị sức bảo vệ, giảm cái đào thải chất chất thải ô ô nhiễm, chất ô nhiễm. điều chỉnh kết cấu tiêu thụ năng lượng, từng bước thay đổi hướng tới Nguồn năng lượng tái cái gì, sinh. năng lượng tái sinh, hướng tới năng lượng nguồn năng lượng tái sinh, từng bước thay đổi hướng tới nguồn năng lượng tái sinh. Hơn nữa, trong cuộc sống hàng ngày,
thì thay đổi thói quen sinh hoạt, cố gắng hết sức giảm thiểu rác sinh hoạt, làm được cái việc phân loại rác, đồng thời cố gắng hết sức cố gắng đạp xe đạp nhiều hơn, chọn lựa các phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn, ít sử dụng xe Cá gia nhân. đình, ít sử dụng xe cá nhân. Những điều này为此付出努力的人们Từ đó, vui sự. Từ đây. những điều này từ đó phụ chu Tạo人们ra.令人尊Những cái người mà đã đưa ra những những cái sự nỗ lực này những cái điều này làm cho người khác những cảm cái thấy điều tôn này trọng. Quay à sự phụ chu nỗ lực tơ rấn là một cụm danh từ, tơ rấn mần là một cụm danh từ. đúng rồi. Những Những cái cái người đã người nỗ lực mà cho những cho nỗ những lực, điều này, những sử người đã nỗ lực là cái đúng này. rồi, những người đã nỗ lực cho những điều này thì khiến cho mọi người tôn trọng, cái nhận được cái thành công nhận được thì cũng khiến cho mọi người được cổ vũ, Cổ được vũ. khích lệ. Đấy. Địa cầu là nhân loại cộng đồng cái gia viên. Chúng ta nên coi nó là một cái thuộc về mình cái phòng riêng. Phòng riêng trống rỗng, sao chì đó tháo bị không phù hợp thực tế đó hoang tưởng, đâu không Yêu được giải chẳng quyết vấn đề. à, khoan khoan giảng khoan giảng từ Hoang tưởng đâu không được giải quyết vấn đề. Vì bảo trì ta đó vệ sinh, mỗi người đâu nên đâu đâu in phụ chu hành động cho chu công sản nhân loại đã minh vận yếu của mình tự chỉ chẳng ô cải biến yêu cao của mình tự chỉ trái đất là ngôi nhà chung của mọi người, chúng ta nên xem nó như là căn phòng lớn của bản thân mình, thuộc về bản thân mình. Căn phòng một khi đã bẩn, sao chí tiêu cực tháo bị thoát khỏi. căn phòng một khi đã bẩn thoát khỏi trốn khỏi cái sự trốn khỏi cái sự tiêu cực và không phù hợp với cái gì Và cái không ảo phù tưởng không phù hợp với thực tế. và cái ảo tưởng không phù hợp với thực tế thì đều không thể giải quyết được vấn đề. Đây. Để bảo vệ cái vệ sinh là vệ sinh, Vệ sinh của để nó. bảo vệ và duy trì cái vệ sinh cho nó, mỗi người đều phải nên Tạo phụ chu, ra nên hành động, hành động. nên tạo ra hành động, tạo ra hành động, làm ra sự cống hiến, minh nguyện. Sứ mệnh của con người là do chúng ta nhận, bản thân chúng ta tự nhận thức, thay đổi thì phải phụ thuộc vào bản thân của chúng ta. Đây. Phụ chu là tạo ra. Phu chu là trả ra, nhưng mà nếu mình dịch là trả ra thì nghe nó không khó tưởng tượng theo kiểu tiếng Việt, thì mình là tạo ra cũng được. Nó bằng cái từ choang trào chu, choang chu hoặc là trào chu cũng được, đa nghĩa. Nay học tới đây thôi thầy. Chị đang sửa tao chỗ. Xế tao rú sử. Họ là sai chế cờ muốn chi suy bạn nghỉ tôi siêu xì Ủa bạn. Ủa xin chữ yếu điểm sửa. Bài thiên thì có thể cải chứng mình thiên quả sang sửa có thể mà. Xin chữ Xin rử nếu hiểu chữ sư là cải tạo nả là cải tạo nả thiên cải tạo xin chi có xin gì chị mà hoàn sang à, có gì á, mấy vấn đề. Có sự lý trình chẳng cải được, suy nếu có quên được thì nhớ bạn tôi nhắc nhở à. Trước khảo cái chuẩn bị sang lớp, chỉ có giờ, bạn có phát cái短信.
我回应的，就证明我记得了，要帮我提醒可以啊，老师。啊，那好，谢谢。明天晚上怎么样啊，老师？明天晚上。明天晚上是星期日吗？星今期天六，是星期五，明星天期六，星期对，六。星期六。我也想明天学，但是明天我也很忙。OK，又很忙，老师啊，那上星星期期一一吧，学，对，星期天我有事了，白天有事了。OK，老师，星期一跟你见面啦。那好，我。可是我还没有见你的面呢，只是见到你的声音呢，只是你见我我的没面，有那我么没有漂见亮你的的，面，我很害羞啊，那好，我再是见。很狼害羞的人，是啊，是女人应该要害羞啊。苗条淑女啊，君子好逑。古文说：“苗条淑女，君子好逑。” 是沉迷一点比较好，老师谢啊，谢，很神秘的。什么神秘不是神秘，对女人呐、啊，对女人有一个情史，还有描述女人的性格，对，代表女人的性格。跟神秘一样的是什么？神神秘秘的，其实。不是，连俊男女，我也还没有想出去啊。你 我想看你会怎么想啊？首先呢，要想出越南女是怎么讲的，可是连俊男女我也不会怎么讲的。我懂你的意思，可是连俊男女我还没有想出啊。越来越是了。远离太难，给这你是神念秘啊，神秘呀、神秘是甜蜜蜜我，的，你敢有一个词汇，甜蜜蜜的，不是甜蜜蜜，甜蜜蜜是一个歌曲，在歌曲中的那些词有很多啊，甜蜜一蜜样的你吗姑娘，？Oh my 我想出来就给老师发短信，现那好。在我也想不出来。那好，可 OK，谢谢是老阿师。请和阿花的课，他们也改到星期六晚上9点，所以如果你想跟他们上课的话，要改到晚上吧，跟你学习星的期时六间差不多，是明天明天的，呢？明天星期六，晚上9点半。9点半他们才学。对，因为他们的工作太忙了，现啊，在没我有新冠肺炎了，如果有的话还要上班的，所以他们工作特别特别忙，一个人是律师，一个人是经理的，跑来跑去的，喘不过气的。，OK，明天晚上我跟他们学，明天晚上我也可以学。那你争取时间来上课。那时间9点半我可以学啊，老师，9点半那我有好。空啊。对，可是你要用 Yellow，如果你不使用 Yellow 的话，有什么通知就很难及时取得啊。OK，老师，他们明天学还有别的时间吗？一个星期只学一天了，是星期六晚上9点半。什么时候才能学完呢？他们不等需你跟老师说。要赶紧学完的，他们只需要一个星期学一天就好了。汉语，就是有机会跟老师说话和解释他们工作中有难的问题的，
有什么实惠的，有新的，有什么问题就可以交流，可以有时间交流，因为他们工作中也尝试用汉语了。啊，对，所对，以他们不需所要以，常用汉语的，他们需要的有人给他们解释他们不懂的地方的。也许他们会跟你学在10年呢，那他们的工作伙伴的都是台湾人和中国人啊，所以每天都用汉语的，汉语让他们很头疼，因为他们讲汉语的时候他们都不懂，所以他们才要努力学习。如果找一个翻译者也行，可是翻译者也没有能力来帮他们解决问题的。他很生气，所以他下决心的来自学成才。跟他们学阿锦的话，我觉得很开心。我现在犯了一个很重要的毛病，是今天是查一个实字是欠缺，我也觉得是正确，欠缺什么是一个毛，这是很重要的毛病。OK，谢谢老师，那好，祝明老天师晚见。安。晚安。